Hải quân Việt Nam có thể được nhận tổng cộng 5 tàu Pohang của Hàn Quốc để thay thế Petia. Quý vị và các bạn thân mến, Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện vẫn còn vận hành 5 tàu hộ vệ săn ngòm lớp Petia do Liên Xô viện trợ vốn đã cao tuổi. Hiện nay, trong biên chế lữ đoàn 171 có 5 tàu hộ vệ săn ngòm lớp Petia 2 và Petia 3 thuộc dự án 159 do Liên Xô chuyển giao từ cuối thập niên 1970, đầu thập niên 1980. Thiết kế của những chiến hạm trên là của thời kỳ 1950-1960, đã phần nào lạc hậu và ngay từ khi Liên Xô bàn giao cho Việt Nam thì chúng đã thuộc diện bị loại biên. Nay thêm gần 40 năm tiếp tục sử dụng thì nhu cầu thay thế rõ ràng đã trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, việc tìm kiếm ứng viên thay thế biên đội 5 chiếc Petia này tỏ ra là việc không hề đơn giản. Trong thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ đang tập trung cho lớp chiến hạm 500 tấn Monia 1241.8 hoặc 2.000 tấn như Gepard 399, trong khi Petia lại thuộc phân khúc 1.000 tấn. Trong tương lai trước mắt, chưa có ứng viên tàu chiến thế hệ mới nào khả dĩ để đảm nhiệm vai trò của Petia, do các loại tàu khoảng trên 1.000 tấn thì đều được thiết kế dạng đa năng, thậm chí giá thành của chúng còn đắt hơn cả Gepard 399. Còn nếu lựa chọn một loại tàu nhỏ hơn thì không đảm bảo thời gian hoạt động trên biển, thưa quý vị. Trước tình cảnh trên, phương án tốt nhất chính là đề nghị được nhận lái các tàu săn ngầm cùng phân khúc đã bị loại biên. Việc làm này thì vừa có tác dụng thay thế nhanh chóng hạm đội Petia già nua, lại tiết kiệm được chi phí cho chúng ta. Mới đây, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI đã cho biết, Hàn Quốc vừa tặng lại cho Việt Nam một tàu hộ vệ săn ngầm lớp Pohang Flight 3 với lượng dàn nước 1.200 tấn và dàn vũ khí mạnh. Chúng tỏ ra là sự thay thế hoàn hảo nhất cho Petia trong thời điểm này. Thiết kế của Pohang thuộc thập niên 1980, hơn Petia đến vài thế hệ, tiện nghi, độ vững chắc cũng như là dàn vũ khí đều mạnh hơn nhiều. Tuy rằng hiện đã bị tháo bỏ sonar cùng ngư lôi, nhưng nếu mà điều kiện cho phép, Việt Nam có thể tái trang bị cho những chiếc Pohang này những vũ khí khí tài săn ngầm từ những nguồn cung cấp khả dĩ như Ấn Độ chẳng hạn. Dự kiến trong tương lai gần, Hải quân Hàn Quốc sẽ tiếp tục loại biên thêm một số tàu Pohang nữa. Nếu Việt Nam ngỏ ý muốn nhận lại thì có thể phía bạn sẽ đồng ý. Do vậy, khả năng cao sắp tới biên đội 5 chiếc Petia sẽ hoán chuyển làm nhiệm vụ khác và trám vào vị trí của chúng bằng 5 tàu hộ vệ lớp Pohang trẻ trung hơn. Mỹ cân nhắc hủy chương trình pháo điện tử. Theo nguồn tin này, nguyên nhân dẫn đến việc cân nhắc dừng phát triển vũ khí điện tử liên quan đến chi phí quá đắt đỏ cho việc nghiên cứu và phát triển, thay thế cho chương trình pháo Railgun sẽ là vũ khí ít tốn kém hơn, sử dụng loại đạn thông thường thay vì loại đạn siêu tốc như đang được thử nghiệm trên Railgun. Trước khi công khai kế hoạch này, cơ quan DARPA cũng đã công bố báo cáo cho biết Lầu Năm Góc muốn chuyển hướng từ chương trình pháo điện tử Railgun kéo dài suốt một thập niên qua. Đặc điểm của Railgun là thay vì dựa vào các nhiên liệu nổ truyền thống như thuốc súng, vũ khí công nghệ cao này sử dụng dòng điện để phóng một viên đạn với tốc độ lên tới 5.600 mph hoặc là gấp 7 lần tốc độ âm thanh. Hải quân Mỹ đã bắt tay vào việc phát triển vũ khí điện tử từ năm 2005 cùng với các nhà thầu quốc phòng như General Atomics và Bell Systems. Các cuộc thử nghiệm đã tiêu tốn khoảng 500 triệu đô la, cơ quan DARPA cho biết. Để thực hiện chương trình này, Văn phòng Nghiên cứu Hải quân ONR tập trung vào việc phát triển các công nghệ mới và đã phá vỡ kỷ lục thế giới về năng lượng nên bằng một nguyên mẫu vũ khí điện tử vào năm 2010. Nhà nghiên cứu đã bắn một viên đạn 20 pound ở 32 megalong, đủ để đẩy một quả đạn bay được 100 hải lý. Tháng 7 năm 2017, Hải quân Mỹ đã phát hành một video cho thấy họ có thể bắn liên tiếp 4 đến 8 viên đạn trong một phút. Vào năm 2013, Bộ Tư lệnh Hệ thống Hải quân đã yêu cầu ONR phát triển một Railgun có thể bắn 10 viên một phút và khoang chứa đạn thì phải chứa đựng được 650 quả đạn. Theo kế hoạch công bố hồi năm 2015, Mỹ ước tính vũ khí điện tử sẽ được lắp đặt trên khu trục hạm lớp Jumwat vào giữa những năm 2020. Tuy nhiên, trong bản báo cáo mới đây cho thấy đã có một số thách thức với loại vũ khí tối tân này và cần thêm nhiều thời gian nghiên cứu. Bởi đến thời điểm hiện tại, dù đã ngốn một loạt khoản ngân sách khá lớn, nhưng việc có đi đến thành công với vũ khí này hay không trong trường hợp tiếp tục đầu tư, chính các nhà quốc phòng Mỹ cũng không dám đảm bảo. Trong khi Mỹ khá lấp lửng khi nói về kế hoạch dừng chương trình pháo roi điện tử, thì theo chuyên gia quân sự Nga, vấn đề của người Mỹ liên quan đến nguồn năng lượng không đủ cấp cho khẩu pháo và công nghệ Mỹ có chưa đủ tầm để hoàn thiện vũ khí Railgun. Mặt khác, Nga cho rằng loại vũ khí thần diệu của Mỹ không phải là một phát minh mang tính đột phá. Vào những năm 1980, các chuyên gia Liên Xô đã từng chế tạo loại pháo ray với thiết kế khá đơn giản nhưng bao hàm đầy đủ các nguyên lý mà Mỹ hiện đang sử dụng. Viên đạn bắn ra khỏi nòng súng do sự chênh lệch mạnh của cường độ trường điện từ chứ không phải do áp suất được tạo ra từ vụ nổ trong nòng súng. Quả đạn phóng ra khỏi nòng pháo với vận tốc siêu thanh. Đây là lợi thế lớn nhất của nó so với pháo thông thường.
và chuyên gia quân sự Nga Konstantin Sivkov chỉ ra nhược điểm lớn của nó là để tạo ra lực đẩy điện từ đủ mạnh để phóng ra quả đạn bằng kim loại với tốc độ siêu thanh, cần nguồn điện khổng lồ và kích cỡ nòng pháo siêu lớn, dẫn đến kích thước hệ thống quá cồng kềnh và nặng nề. Do đó, pháo ra điện từ được tạo ra theo các công nghệ có sẵn hiện nay chưa thể được sử dụng trong quá trình chiến đấu do có kích thước quá lớn. Trong điều kiện hiện nay không thể lắp đặt railgun trên xe tăng hoặc cũng không thể tạo ra một xe tự hành trang bị pháo ray. Chuyên gia Konstantin Sivkov nhận định, ngay cả một con tàu có kích thước khổng lồ như chiến hạm lớp Zumwalt vẫn khó lòng cung cấp đủ nguồn điện cho những khẩu pháo railgun vận hành. Chính vì vậy, dù người Mỹ đã có những thử nghiệm thành công với vũ khí điện từ cũng chỉ được coi là thành công không đáng kể. Su-30 Việt Nam trang bị tên lửa mạnh hơn AIM-120A của Mỹ. Theo thông tin được công khai, tiêm kích Su-30 Việt Nam hiện đang được trang bị R-77, dòng tên lửa không đối không được đánh giá mạnh hơn AIM-120A của Mỹ. Trong phóng sự Lá chắn thép bảo vệ vùng trời phía Nam Tổ quốc mới đây trên kênh Quốc phòng Việt Nam về hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn Không quân 370, tên lửa không đối không tối tân RVVAE-R-77 lần đầu tiên xuất hiện. Theo hình ảnh được công bố, có thể thấy rất rõ trong trạm chuẩn bị tên lửa của Trung đoàn Không quân 935 có ít nhất 2 quả tên lửa RVVAE tối tân, bên cạnh các loại tên lửa R-27, R-73, KH-29 và cả tên lửa diệt hạm tiên tiến KH-31. Được biết, các máy bay tiêm kích đa năng Su-30 MK-2 của đoàn Không quân Biên Hòa, Trung đoàn Không quân 935 có thể mang hầu hết các loại tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa diệt radar tiên tiến nhất của Nga hiện nay. Việc lần đầu tiên tên lửa RVVAE xuất hiện cho thấy không quân ta đã có sự đầu tư rất mạnh mẽ. Hiện chưa rõ các tên lửa RVVAE này đã được Việt Nam mua để trang bị cho các máy bay tiêm kích đa năng Su-30 MK-2 từ khi nào. Hiện nay, RVVAE đang là một trong những tên lửa không đối không bậc nhất thế giới. Đặc biệt, dòng tên lửa này cũng là vũ khí tiêu chuẩn trên tiêm kích tàng hình Su-75 của Nga. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, đặc điểm kỹ chiến thuật của RVVAE vượt xa các tên lửa thế hệ cũ hơn R-24, R-27, các tên lửa nước ngoài như AIM-7F Sparrow, Matra Super 530F. Ngoài ra, RVVAE còn sở hữu nhiều tính năng vượt trội hơn cả tên lửa AIM-120A của Mỹ. Tên lửa RVVAE có điều khiển tự dẫn tầm trung, trang bị đa hệ thống dẫn đường. Tên lửa được sử dụng cho các mục tiêu, máy bay siêu cơ động, tên lửa hành trình, tên lửa đất đối không và không đối không, máy bay ném bom chiến dịch chiến thuật, máy bay trực thăng. Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu ở bất kỳ hướng nào trên mọi góc nhìn ngày và đêm, điều kiện thời tiết bất lợi trong môi trường bức xạ nhiệt và nhiễu điện từ cao. Theo nguyên tắc bắn và quên sử dụng dẫn đạn đa kênh, RVVAE có thể hạ gục các mục tiêu phương tiện bay có tốc độ đến 3.600 km/h trên độ cao từ 20 đến 25 km. Dẫn đạn RVVAE-R77 có chế độ kết hợp dẫn đường quán tính bằng tín hiệu radio từ máy bay và chuyển đổi chế độ tự dẫn bằng radar đầu dẫn tên lửa với máy tính. Trong đó xác định khoảng cách đánh chặn mục tiêu bằng đầu tự dẫn 9B1348E. Trong trường hợp khóa mục tiêu của đầu tự dẫn thất bại, máy tính tự động chuyển đổi sang chế độ dẫn đường quán tính của máy bay, lặp lại quỹ đạo đánh chặn mục tiêu hoặc hướng tên lửa đến mục tiêu khác. Trong tình huống nhiễu nặng, đầu tự dẫn tên lửa thực hiện chế độ tự dẫn thụ động từ nguồn phát xung nhiễu điện từ trường và khóa mục tiêu bằng tín hiệu nhiễu và tấn công nguồn phát xung nhiễu điện từ máy bay đối phương. Nếu không chiến diễn ra trong khoảng cách ngắn cận chiến, tên lửa sẽ được bật chế độ tự dẫn và không sử dụng chế độ dẫn đường quán tính. Trong điều kiện môi trường tác chiến nhiễu dày đặc, radar máy ngắm không thể cung cấp thông tin về tầm bắn và tốc độ tiếp cận mục tiêu, tên lửa được dẫn theo một quỹ đạo đặc biệt. Sau đó, tên lửa tự dẫn bằng nguồn bức xạ điện từ từ máy bay đối phương, tên lửa trang bị những bộ phận kích nổ laser. Đầu đạn của tên lửa là đầu đạn nổ mảnh thanh đặc trưng với các thành phần hiệu ứng nổ lõm nhỏ. Các mảnh đạn dạng thanh được sắp xếp liên kết với nhau để khi nổ sẽ tạo thành một đám mây mảnh thép cắt xé mục tiêu. Các thành phần nổ lõm của cấu thành đầu đạn nhằm mục tiêu tiêu diệt cần có độ chính xác cao trong chế độ phòng thủ tên lửa của máy bay chiến đấu, ví dụ như đánh chặn tên lửa phòng không của đối phương. Tên lửa không đối không RVVAE trang bị đầu nổ phá mảnh nặng 22,5 kg với ngòi nổ laser cận tiếp xúc. Như vậy, việc được trang bị RVVAE, sức mạnh của tiêm kích Su-30 MK-2 của Việt Nam được nâng lên một đẳng cấp mới trong nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không hay bảo vệ không phận trước các mối đe dọa đường không từ bên ngoài. Báo Commerzbank cho biết Việt Nam có thể sớm sở hữu tổ hợp tên lửa Barbani tối tân mà Nga mới hoàn thiện.
nhiều chuyên gia cho rằng đây là một lựa chọn hoàn hảo. Giữa năm 2014, báo Commerçant cho biết Việt Nam có thể sớm sở hữu tổ hợp tên lửa bờ Bani tối tân của Nga mới hoàn thiện. Mặc dù sau đó chưa có thêm thông tin nào cập nhật Việt Nam đã chính thức đặt hàng, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng Bani là loại vũ khí phòng thủ bờ biển hoàn hảo. Theo cơ sở dữ liệu của tổ chức nghiên cứu Hòa bình Stockholm SEPRI, ngoài các tổ hợp tên lửa bờ Passion B dùng đạn diệt hạm Yakon, thì hầu hết các tổ hợp tên lửa bờ còn lại của Hải quân Việt Nam đều đã được đưa vào biên chế từ đầu những năm 1980. Qua gần 40 năm sử dụng, những tổ hợp này ít nhiều đã xuống cấp, khiến công tác đảm bảo duy trì hệ số chiến đấu cao khá vất vả, cần được thay thế trong tương lai, và Bani là một ứng viên sáng giá. Bởi lẽ tổ hợp tên lửa bờ Bani được thiết kế để khống chế eo biển và lãnh hải, bảo vệ các căn cứ hải quân, cơ sở hậu cần chiến lược và các công trình ven biển khác, phòng thủ và tạo vùng đệm ngăn chặn bảo vệ tuyến ven biển, phòng thủ bờ biển, phòng chống tác chiến đổ bộ của đối phương, bảo vệ tuyến đường biển và khống chế các vùng biển trong tầm phóng đạn tên lửa của tổ hợp. Tổ hợp Bani có thể phát hiện, bắt bám, phân bổ và công kích tốt mục tiêu trên biển bằng tên lửa hành trình diệt hạm KH-35E. Tổ hợp có tính năng cơ động cao, triển khai sẵn sàng chiến đấu mau lẹ, cơ số đạn tên lửa lớn có thể phóng loạt theo chỉ định, vận hành ổn định, tác chiến hiệu quả và tạo môi trường chiến đấu thuận tiện cho kíp trắc thủ. Đạn tên lửa có thể được phóng vượt các vật cản tự nhiên hay nhân tạo từ trận địa có độ cao tới 1.000m so với mặt nước biển. Mỗi tổ hợp tiêu chuẩn có 4 xe mang bệ phóng tên lửa tự hành, với tổng cộng là 32 đạn sẵn sàng phóng, đặt trong ống phóng dạng container cùng với 4 xe chở và tiếp đạn, đảm bảo trong thời gian ngắn có thể bổ sung ngay một lực lượng lớn đạn tên lửa để tổ hợp tiếp tục khai hỏa. Với lượng đạn tên lửa sẵn sàng phóng của mỗi tổ hợp Bani, lập tức có thể tập kích nhóm tàu của đối phương bằng một cơn mưa đạn, khiến hệ thống phòng không trên hạm của tàu đối phương bị quá tải và không kịp trở tay. Hệ thống điều khiển của hỏa lực tự động được dùng để đảm bảo các quá trình chuẩn bị chiến đấu, thông số mục tiêu được nạp sẵn hoặc được cung cấp bởi các nguồn bên ngoài, bao gồm cả từ các phương tiện bay. Kiếp trắc thủ có thể lựa chọn phương thức bắn loạt hoặc bắn kết hợp từng quả một với uy lực tổng hợp cao. Sau khi được phóng, tên lửa sẽ bay theo quỹ đạo định trước và bay tới khu vực mục tiêu, độ cao hành trình không quá 10-15 mét. Ở pha cuối, tên lửa sẽ dùng đầu dò chủ động có khả năng đối kháng điện tử cao để khóa và tiến công chính xác mục tiêu ở độ cao từ 3-5 mét. Nhờ diện tích phản xạ radar hiệu dụng rất nhỏ và quỹ đạo bay cực thấp, tên lửa có thể vượt qua được hệ thống phòng vệ của tàu chiến địch, xác suất trúng đích trên một phát bắn là rất cao. Bani và Passion B, cặp đôi hoàn hảo, những lá chắn thép bảo vệ hướng biển. Nếu Việt Nam mua Bani có các lợi sau đây. Thứ nhất là sự thay thế hoàn hảo cho các loại tên lửa cũ và bổ sung cho các tổ hợp Passion B. Chúng có thể dễ dàng phối hợp với nhau do có cùng xuất xứ từ Nga. Chúng có thể kết nối dữ liệu tình huống chiến trường, có cùng loại radar trinh sát hoặc tiếp nhận thông tin từ các kênh khác nhau, phân bổ mục tiêu hợp lý để dùng loại tên lửa thích hợp tiêu diệt. Bani sẽ là chốt chặn cuối cùng, không tính pháo bờ biển, nếu như còn mục tiêu bị bỏ sót, lọt sau các đợt tập kích hỏa lực của những tổ hợp tên lửa bờ tầm xa hơn, cũng như những đợt càn quét của không quân và lực lượng tàu ngầm, tàu mặt nước. Với khả năng việt giã rất tốt nhờ sử dụng không ngầm, một trong những loại xe tải quân sự hàng đầu thế giới, Bani cùng với Passion P có thể cơ động nhanh, ẩn nấp, phục kích ra đòn bất ngờ từ nhiều hướng khác nhau. Các xe bệ phóng có thể bố trí cách xa nhau, tạo thành thế pháo dằn, hỏa khí phân tán nhưng hỏa lực tập trung. Nếu chọn đúng mục tiêu, chúng ta hoàn toàn có thể bẻ gãy những đợt tấn công ồ ạt của đối phương từ hướng biển. Thứ hai, chuyển loại nhanh, vận hành dễ dàng và giá thành hợp lý. Do hiện nay trong biên chế Hải quân Việt Nam có một lượng lớn tàu mặt nước sử dụng tên lửa KH-35 nên chúng ta đã có kinh nghiệm khai thác, đảm bảo kỹ thuật cho loại vũ khí này. Nếu có thêm tên lửa bờ Bali thì công tác đào tạo chuyển loại không quá bỡ ngỡ, rút ngắn thời gian. Vì Việt Nam mua lượng lớn tên lửa KH-35 cho Bali nên nhiều khả năng phía Nga sẽ có những ưu đãi giá nhất định về các điều kiện và các điều kiện hậu mãi khác. Thứ ba, với chương trình nghiên cứu tên lửa KCT-15 tương tự KH-35 của Nga mà Việt Nam triển khai đến nay đã đi gần tới giai đoạn cuối cùng, có thể cung cấp một lượng đạn tên lửa nội địa cho các tổ hợp này.
Nội địa hóa giúp giảm giá thành và giữ được bí mật về công nghệ, tính năng kỹ chiến thuật, tạo thành một quả đấm thép gây ra bất ngờ lớn cho đối phương nếu có tình huống xảy ra. Cuối cùng, nếu sở hữu Bani, lực lượng tên lửa bờ Việt Nam thực sự có thêm những bức tường thành di động nhờ uy lực lớn, sức cơ động Việt giả cao, đủ sức răn đe và có thể cùng với các lực lượng khác đánh bại mọi cuộc tiến công xâm lược từ hướng biển. Rụng như sung tại Việt Nam, Mỹ cải tiến trực thăng như thế nào? Ngày 24 tháng 3 năm 2003, truyền thông mạng xã hội dậy sóng vì một tin gây sốc từ Iraq. Theo các bản tin từ quốc gia này, đêm 23 rạng ngày 24 tháng 3 năm 2003, người nông dân Iraq Ali Obed Mangas bằng khẩu súng săn của mình đã bắn hạ 4 máy bay trực thăng tấn công Mỹ AH-64 Apex. Nhờ có chiến công này, Ali Obed Mangas nhận được giải thưởng vẻ vang của nhà nước Iraq với một khoản tiền là 50 triệu dinar. Thông tin về sự cố chiếc trực thăng nổi tiếng Apex bị bắn rơi bởi một khẩu súng săn trở thành nguồn cảm hứng cho hàng nghìn câu chuyện đùa ác ý, đả kích và bôi nhọ ngành công nghiệp chế tạo máy bay trực thăng của Mỹ. Tất nhiên không thể có chuyện một viên đạn súng săn có thể gây tổn thất cho chiếc trực thăng chiến đấu có khả năng chịu đựng được đạn phòng không 12,7mm. Sau khi chiến tranh kết thúc, các phóng viên mới có thể làm sáng tỏ được vấn đề cụ thể. Người nông dân Iraq Ali Mangas phát hiện ra chiếc Apex trên cánh đồng sau khi chiếc máy bay bị rơi nhiều giờ. Ngay sau khi Mangas thông báo cho cơ quan chức năng, một nhóm truyền hình Iraq lập tức có mặt, thực hiện một phóng sự liên quan đến chiến tích này, bất chấp những thông tin mới làm thay đổi bản chất sự kiện. Huyền thoại về khẩu súng săn và chiếc Apex vẫn tiếp tục tồn tại và lan rộng. Cho đến ngày nay, vẫn không ai biết những người hùng thực sự, xạ thủ phòng không Iraq đã bắn hạ chiếc Apex trong thời gian chiến tranh. Nhưng vấn đề đáng quan tâm hơn không phải là danh tính của các xạ thủ súng phòng không bắn hạ được chiếc trực thăng, mà là vấn đề những nguy cơ và tổn thất đe dọa trực thăng chiến đấu trong một cuộc chiến tranh phi quy ước. Chiếc Apex danh giá đã phục vụ nhiều thập kỷ và có được sự nổi tiếng trên toàn cầu. Hơn thế nữa, trong suốt thời gian khai thác sử dụng đến tận ngày nay, trong tất cả mọi tình huống cũng như quốc gia, chỉ có khoảng một vài trăm chiếc bị phá hủy. Cobra trên chiến trường Việt Nam. Nếu so sánh Apex với các máy bay tiền nhiệm, thì tổn thất của Apex thực sự khá nhỏ. Chiếc trực thăng chiến đấu đầu tiên tham gia một chiến trường thực sự là Bell AH-1 Cobra. Theo thông tin của quân đội Mỹ, trong khoảng 7 năm thực hiện nhiệm vụ yểm trợ cho các chiến dịch của quân đội Mỹ trên bầu trời Việt Nam, khoảng 270 chiếc Cobra bị bắn hạ. Mặc dù không quân Mỹ khống chế không phận, máy bay được thiết kế với những tấm giáp bảo vệ kiếp lái và những bộ phận quan trọng của máy bay trước hỏa lực của súng bộ binh, các chiến sĩ quân giải phóng miền Nam Việt Nam cũng vẫn bắn hạ hoặc phá hỏng hàng trăm chiếc trực thăng tấn công AH-1 Cobra. Do lực lượng vũ trang miền Nam Việt Nam chỉ được trang bị các loại vũ khí đơn giản, đại đa số Cobra bị các loại súng bắn thẳng như súng máy vòng không DSHK 12,7mm, súng vòng không 14,5mm hoặc các loại tương đương. Trong nhiều trường hợp, Cobra bị bắn hạ bởi súng bộ binh, giai đoạn cuối chiến tranh bị bắn hạ bằng tên lửa phòng không vác vai, nhưng đại đa số các máy bay trực thăng tấn công bị tiêu diệt hoặc bắn hỏng bằng vũ khí bộ binh các cỡ nòng. Trong chiến tranh Việt Nam, thể hiện rõ nét tính đối kháng đặc trưng của lực lượng phòng không chiến trường và lực lượng trực thăng chiến đấu. Trong hầu hết các trận đánh, trực thăng tấn công Cobra đều phải bay trên độ cao thấp, sử dụng hỏa lực yểm trợ bộ binh tấn công hoặc phòng ngự. Chính vì vậy, trực thăng luôn là mục tiêu của các loại vũ khí bộ binh và pháo phòng không tầm thấp. May mắn là tính cơ động của Cobra so với các loại trực thăng khác cao hơn rất nhiều, lại được bọc giáp ở những bộ phận trọng yếu, nên số lượng tổn thất tương đối thấp hơn so với các loại trực thăng khác trong chiến tranh Việt Nam. 270 chiếc AH-1A là con số khiêm tốn đối với trực thăng chiến đấu nếu so với trực thăng vận tải đa năng UH-1. Chỉ riêng phiên bản nâng cấp H, không tính các phiên bản khác, con số tổn thất đã vượt quá 1.300 chiếc. Nhưng chính con số tổn thất nhỏ đã khiến các nhà quân sự trên thế giới tập trung sự quan tâm vào cấu trúc thiết kế và phương thức khai thác sử dụng các máy bay trực thăng chiến đấu. Trước hết, để tránh bị bắn hạ bởi hỏa lực vũ khí bộ binh, các nhà quân sự tập trung vào sự cần thiết phải gia tăng tầm bắn các loại vũ khí trên máy bay. Ví dụ, các loại tên lửa có điều khiển của trực thăng tấn công cho phép các phi công xạ thủ có thể tấn công trên khoảng cách từ 2,5 đến 3 km, đảm bảo độ an toàn cao trước khả năng đánh trả của vũ khí bộ binh. Đây cũng chính là nguyên nhân đầu tiên mà các phiên bản nâng cấp Cobra được trang bị tên lửa AGM-71 Tau, làm gia tăng đáng kể khả năng tấn công và giảm thiểu tổn thất của trực thăng chiến đấu Mỹ. Hai cuộc chiến tranh có sử dụng AH-64 Apex. Tư duy tiến hành các cuộc tập kích đường không vào mục tiêu đối phương mà không cần phải bay vào vùng sát thương của các tổ hợp súng phòng không được thể hiện rất rõ trong các cấu trúc thiết kế và chế tạo máy bay trực thăng tấn công
AH-64 Apex của liên minh các hãng Hughes, McDonnell Douglas, Boeing. Những năm đầu tiên, các máy bay trực thăng chỉ được sử dụng trong các cuộc xung đột cường độ thấp. Một số máy bay trực thăng Apex tổn thất hoàn toàn trong điều kiện thời bình do những lỗi về hỏng hóc kỹ thuật và lỗi điều khiển máy bay của phi công. Cuộc xung đột lớn đầu tiên có sự tham gia tích cực của AH-64 là cuộc chiến ở Afghanistan. Theo những dữ liệu có được, trong cuộc tiến công của Liên minh Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế ISAF do NATO lãnh đạo, kể từ đầu cuộc chiến cho đến thời điểm này, chỉ có 13 chiếc AH-64 bị phá hủy. Đặc điểm tình hình nói chung là đối phương không có khả năng tiến hành các cuộc tấn công hiệu quả chống lại các máy bay trực thăng chiến đấu. Theo thông tin chính thức từ Lầu Năm Góc, không có một chiếc Apex nào bị Taliban bắn hạ. Tuyên bố này thực sự gây ngạc nhiên khi các nhà bình luận quân sự, trên thực tế, Taliban sở hữu nhiều vũ khí phòng không, trong đó có cả Manpad và hoàn toàn có thể tấn công hiệu quả các máy bay trực thăng của Mỹ. Đồng thời có một thực tế ủng hộ cho tuyên bố của Lầu Năm Góc, mặc dù tình huống chiến tranh du kích không ủng hộ thực tế này, là Mỹ và Anh thường xuyên sử dụng AH-64 Apex tấn công trên khoảng cách ngoài tầm hỏa lực của các loại súng phòng không mặt đất như JSU-23-2. Trong cuộc chiến tranh Iraq, trực thăng chiến đấu Apex gánh chịu những tổn thất đáng kể. Lực lượng vũ trang Iraq trong cuộc chiến chống lại lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu sau hơn 4 năm chiến tranh, từ tháng 3-2003 đến tháng 7-2005, bắn hạ 31 chiếc AH-64 của khối NATO. Chiếc đầu tiên bị bắn hạ chính là chiếc máy bay chiến lợi phẩm của người nông dân Iraq Mangas, trở thành nổi tiếng nhờ các phương tiện truyền thông quốc tế. Theo các thông tin chính thức của phương Tây, trong số 31 chiếc Apex bị phá hủy, 12 chiếc bị hỏa lực phòng không bắn hạ, 4 chiếc bị phá hủy trong các đợt pháo kích, 1 chiếc bị phá hủy bởi hỏa lực thân thiện của đồng minh, số còn lại bị rơi và phá hủy do các nguyên nhân kỹ thuật, hoặc do lỗi của phi công, hoặc do sự cố xảy ra trên sân bay. Mặc dù vậy, những tổn thất của trực thăng chiến đấu ở Iraq cho thấy lực lượng phòng không của Saddam Hussein tác chiến tương đối hiệu quả. Theo những thông tin thu nhận được, đại đa số những máy bay trực thăng tấn công ở Iraq cũng như các máy bay bị tổn thương đều do hỏa lực của súng, pháo phòng không. Ngoài ra, một trong 12 chiếc Apex bị bắn hạ bởi tên lửa chống tăng. Phân tích kết quả những trận đánh đầu tiên ở Iraq, Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ thừa nhận sự liên kết phối hợp tốt của các đơn vị phòng không Iraq, sử dụng hệ thống giám sát hiện tại, từ radar đến tuần tra giám sát thông thường, người Iraq có thể phát hiện kịp thời các cuộc tấn công của không quân Mỹ và có những hành động phản kích thích hợp. Ngay trong những ngày đầu tiên, lực lượng pháo phòng không Iraq nhận được mệnh lệnh không khai hỏa khi chưa cắt điện hoàn toàn trong khu vực. Điều đó khiến các phi công Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm phát hiện vũ khí trang bị của quân đội Iraq. Trong cuộc không kích đánh vào vị trí của sư đoàn Medina đêm 24 tháng 3 năm 2003, lực lượng súng pháo phòng không các cỡ nòng của Iraq gây tổn thất bằng đạn và mảnh đạn pháo cho 30 máy bay trực thăng chiến đấu của Mỹ. Một chiếc bị bắn hạ bởi súng phóng lựu chống tăng, máy bay bị vỡ động cơ, nhưng kiếp lái vẫn cố gắng đưa máy bay về đến Kuwait. 1/3 trực thăng chiến đấu trong số các máy bay bị tổn thương trên chiến trường vào đêm ngày 24 tháng 3 được sửa chữa trong vài ngày. Số còn lại được đưa trở về đội hình chiến đấu một thời gian sau đó. Trong đêm giao chiến này, súng phòng không Iraq gây tổn thất nặng nề cho chiếc trực thăng số hiệu sản xuất 995135. Chính chiếc trực thăng này, người nông dân Iraq đã tìm thấy trên cánh đồng của mình và trở thành ngôi sao của truyền thông. Một vấn đề thú vị là một số trực thăng AH-64 cơ số tên lửa chống tăng, phòng không Iraq đã ngăn chặn không cho các máy bay này tấn công xe tăng Iraq. Đến cuối năm 2003, lực lượng phòng không Iraq đã bắn hỏng và bắn cháy khoảng 10 chiếc AH-64, các phiên bản khác nhau, đồng thời những khó khăn trong việc cung cấp hậu cần kỹ thuật cho chiến tuyến đã khiến Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đội Mỹ thay đổi chiến thuật khai thác sử dụng trực thăng tấn công. Trực thăng AH-64 không thực hiện tấn công sâu vào hậu phương kẻ thù, mà chỉ thực hiện các chuyến bay trinh sát hỏa lực và trực tiếp đảm nhiệm chi viện hỏa lực cho bộ binh tấn công trên sa mạc. Bất chấp chiến thuật đã thay đổi, trực thăng tấn công AH-64 tiếp tục bị tổn thương và bị bắn rơi trên chiến trường. Chính vì những tổn thất này, trong Lầu Năm Góc và Quốc hội Mỹ bắt đầu xuất hiện những ý kiến về vấn đề có thích hợp để sử dụng các máy bay trực thăng tấn công có hệ thống bảo vệ yếu trên chiến trường hay không. Trong các cuộc hội thảo, các nhà làm luật nhắc nhở về những chiếc Apex bị bắn hoặc bị xuyên thủng nhiều chỗ vì đầu đạn và mảnh đạn pháo phòng không. Nhưng việc nâng cấp khả năng phòng thủ của trực thăng AH-64 trước đây và hiện nay đòi hỏi một sự thay đổi lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như vỏ máy bay, cánh quạt, động cơ và cả khả năng được tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ khác nhau của Mỹ chấp thuận. Đó là cả một quá trình dài và tốn kém, khó có thể được Lầu Năm Góc chấp thuận. Do đó, trước những cải tiến mới của Apex về khả năng bảo vệ vẫn rất thấp, tương tự như 10 năm trước. Từ kinh nghiệm chiến tranh Việt Nam và những máy bay trực thăng tấn công bị hạ trên bầu trời Iraq,
có thể nhận thấy rất rõ, để hạn chế năng lực tác chiến của các trực thăng tấn công, phương án tối ưu hiện nay vẫn là tổ chức hệ thống phòng không, súng, pháo, tên lửa vác rộng khắp trên chiến trường, có khả năng tạo dựng lưới lửa dày đặc và bất ngờ, kiềm chế năng lực tác chiến của các loại phương tiện chiến tranh nguy hiểm này và có thể gây tổn thất nặng nề cho không quân cánh xoay của đối phương. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.